Anh Vũ ơi, để thăng tiến trong ngành này và đặc biệt là tại VNC Cloud thì mình có cần những kỹ năng hay là kiến thức gì hay không ạ? Về cơ hội thăng tiến trong công việc tại VNG á, thì anh nghĩ là đầu tiên là về kỹ thuật technical đúng không? Thì technical thì theo anh nghĩ là cũng không cần nói nhiều. Đại loại là tất nhiên là phải giỏi đúng không? Nhưng mà giỏi thì anh nghĩ trong đây sẽ cần những kỹ năng technical, ví dụ như là lập trình. Anh nghĩ ưu tiên đầu tiên nhất là về lập trình. Tại vì thực ra trong ngành công nghệ thông tin, dù mình có theo nhóm ngành về công nghệ phần mềm, hay theo nhóm ngành về mạng máy tính viễn thông như anh, hay theo nhóm ngành về về network là về về những thiết bị mạng, về data center á, thì tất cả nhóm ngành đó đều cần phải kỹ năng lập trình. Thì anh nghĩ cái kỹ năng về kỹ thuật mà quan trọng đầu tiên và duy nhất anh nghĩ là lập trình và lập trình thôi. Đó là về technical. Thứ hai á, ngoài những cái về kỹ năng về technical đó thì kỹ năng mềm. Nếu muốn thăng tiến lên thì anh nghĩ cái trau dồi về những cái kỹ năng mềm rất là quan trọng. Nhất là về kỹ năng làm việc nhóm. Kỹ năng làm việc nhóm, tại vì khi mà có thể mình đi nhanh thì mình có thể đi một mình. Nhưng mà để đi cùng, để đưa ra một cái vấn đề, một cái bài toán lớn, giải quyết một bài toán lớn và đi dài lâu á, thì mình cần có một đội ngũ làm việc với nhau. Đó thì anh nghĩ về teamwork, về làm việc nhóm là một kỹ năng mềm quan trọng. Thứ hai là kỹ năng về giao tiếp. Thì làm teamwork mà, làm với nhau mà, mình phải giao tiếp, mình phải nói chuyện làm sao mình có kỹ năng trình bày vấn đề đó một cách dễ hiểu. Mình làm một team, mình trình bày ok vấn đề A là phải ra vấn đề A, chứ mình trình bày vấn đề A bạn kia hiểu vấn đề A phải B chẳng hạn, thì coi như là lúc đó quá trình làm việc nó sẽ không được được mịn màng, không được smooth đó. Thì đó thì kỹ năng giao tiếp, rồi kỹ năng trình bày vấn đề, rồi tiếp đến là kỹ năng giải quyết vấn đề đó. Thì mình phải có khả năng giải quyết được vấn đề, phải có kỹ năng đưa ra được cái lựa chọn đó. Đó, giải quyết vấn đề, vì khi mà có một vấn đề đưa xuống có rất là nhiều giải pháp đúng không? Mình phải làm sao so sánh được giữa các giải pháp đó, ưu nhược điểm ra sao, cái nào là phù hợp với hiện tại, để cuối cùng mình đưa ra được cái quyết định là mình chọn cái nào đó. Thì cuối cùng là quy lại thành là kỹ năng giải quyết vấn đề và đưa ra sự gọi là match decision, lựa chọn đó. Và cuối cùng thì anh nghĩ là về vấn đề về kỹ năng về tự học, khả năng tự học. Vì trong ngành này thì anh nghĩ là mình khả năng tự học để cập nhật công nghệ và khả năng tự research, tự nghiên cứu để cải thiện bản thân, phát triển bản thân là cực kỳ quan trọng. Chứ ai không ai có thể mentor, không ai có thể nào mà dẫn dắt mình và training mình mãi mãi được. Nếu mà mình muốn đi lên, mình muốn thăng tiến, mình phải luôn luôn cập nhật những cái xu hướng công nghệ, hay luôn luôn cập nhật những cái kiến thức, kỹ năng của mình. Nên anh nghĩ khả năng tự học sẽ là cái kỹ năng cuối mà anh nghĩ là mọi người cần trang bị. Em cũng nghĩ là kỹ năng tự học là đối với không chỉ riêng công nghệ thông tin mà tất cả các ngành đều cần có. Đúng rồi. Chúng ta phải luôn luôn tự học thì mới có thể update được. Các bạn đang xem livestream ơi, các bạn đã nghe anh Vũ đã chia sẻ chưa? Là để thăng tiến trong ngành công nghệ thông tin này thì các bạn cần phải rành nhiều hơn về technical và cần phải trau dồi thêm những cái kỹ năng mềm của mình. Thì tại VDC Academy các bạn sẽ có thể trau dồi những kiến thức về lập trình và kỹ năng mềm của mình trong các chương trình học của VDC Academy. Các bạn sẽ được học 70% là thực hành, chỉ 30% lý thuyết. Và trước khi các bạn kết thúc khóa học đó thì các bạn cũng được trau dồi những cái kỹ năng mềm của những cái giáo viên ở tại VDC Academy.